đẹp quá anh em ơi. Nào giờ mới mua được con SH350 mà cái màu ngoài đen huyền bí, đẹp lắm. Mình nghĩ thì nó không đẹp ha, nhưng mà thực chất là dòm ở ngoài đẹp lắm, rất là cứng cáp. Con này còn rất là mới ha, chỉ yên là đỏ khè luôn. Da yên này kia rồi mà chưa có nhăn, chưa có nhíp, xe mới mà. Con này chạy mới có 5.400 em ha. Quá đẹp. Cơ hội anh em để cho anh em trải nghiệm nha anh em. Xe này ở đó nó có thời điểm nó lên 160 mấy cũ á. À, chứ không phải mà như bây giờ đâu. Mà bây giờ anh em mua mà đăng ký xong biển số này kia rồi ra cũng 140 mấy rồi. Ở hết vậy nó bán cũng 130 mấy mà nó giao quá đơn. Về đăng ký biển này kia rồi vòng ra cỡ trên dưới đâu đó 140, hơn 140. À, anh em mua xe này thì rẻ khá là nhiều ha. Con này thì ở đây em giao lưu với anh em là 119 cũ ha. Ở đâu đó đi. Đấy. 119 cũ. Đẹp lắm, màu đen anh em dòm đẹp lắm. Rất là mới luôn. Mới giữa mới anh em ha. Hồi nữa tôi nó mới nè. Mới chát luôn anh em ơi. Mới thì thôi nữa ha, rất là mới, không một lỗi nào hết, rất chi là mới đó. Bây giờ mình xài rất là ngợi luôn. Ở lúc thời điểm có thời điểm nó lên đâu hơn 160 đó nè, 350 y này. Với em còn con xám xi măng này, con này em lên clip rồi, sẵn em giới thiệu luôn để anh em tiện bề chờ lựa chọn ha. Con này thì giao lưu với anh em 1 là 1.09 đó, nó cũng 350 mà đây màu xanh xi măng đó. Con này em cũng có clip riêng rồi, anh em muốn tìm cái muốn xem chi tiết á, anh em vô kênh YouTube Pháp Xe Máy anh em search rồi anh em tìm chi tiết ha. Mấy thằng hôm qua hôm kia, 1-2 ngày trước đó. Rồi màu nào thì anh em tùy chọn ha. À, màu xanh xi măng hay là màu đen huyền bí nè.